Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương dục lòng, miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường. Phái nữ chúng tôi cũng nào có chịu thua kém phái nam, cũng nối gót ra trận. Không ít các cô bạn tôi cũng đã xung phong ra tiền tuyến, góp sức và tuổi xuân của mình cho chiến trường. Tôi cũng là một trong số những người con gái có mặt nơi chiến trường ngày đó. Riêng Tâm vì là con duy nhất nên phải ở lại nhà góp sức hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam. Những cô gái tuổi đôi mươi miền quê ra đi cứu nước, tóc dài thơm gió, hàng mi cong trời, nước da trắng mịn hồng tươi, đôi môi thắm đỏ một thời xuân qua. Ấy vậy mà bước vào cuộc chiến lại là những chiến sĩ dũng mãnh kiên cường, làm cọc tiêu ngọn đuốc, làm cầu nối dẫn đường cho xe các anh thẳng tới chiến trường. Trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, bóng cây mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ôi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà dẫn em đi đường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngõ. Tất cả đều không tiếc tuổi xuân để đổi lấy thống nhất non sông và bình yên cho đất nước. Tất cả đều chung một ý chí, tiếp bước chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương. Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, bóng cây mặt người chỉ nghe tiếng hát. Chiến trường cô gái.
dưỡng dưỡng.